Vậy thì đầu tiên chúng ta hãy cùng đếm qua những cái mà những cái diễn biến giá của BTC trong những ngày qua đi. Thì hiện tại như anh em đã thấy trên màn hình của mình á, thì vào ngày hôm qua đúng không? Thì BTC đã thiết lập một cái đỉnh mới, một cái đỉnh mà chúng ta đã rất là mong chờ rồi. Và nhất là đối với những anh em nào đã tham gia thị trường từ khoảng là bắt đầu từ tháng 5 vào năm nay đó, thì khi mà BTC nó đạt một cái ngưỡng ATH ở cái mức gọi là 64 đô, 60 gần 65 đô và sau đó nó có một cái cú crash rất là mạnh sau đó đó, thì dường như chúng ta đã phải đợi 5 tháng để bây giờ chúng ta có thể thấy được rằng là BTC đã phá cái đỉnh cũ của nó đi và nó đã bay lên một cái đỉnh mới thiết lập ở mức 67.000 đô, mang lại một cái tín hiệu rất là lạc quan đến với thị trường, cũng giống như là đến với cái xu hướng uptrend của chúng ta trong dài hạn anh em. Tại vì là mình nghĩ rằng là khi mà BTC mà nó crash như vậy á, thì cũng có nhiều cái luồng quan điểm có nói rằng là nếu mà BTC không phá đỉnh thì chúng ta chỉ thiết lập một cái đỉnh mới trong năm nay là 65.000 đô vào tháng 5 mà thôi, và chúng ta sẽ đi đến một cái chu kỳ gọi là cái chu kỳ mà nó ngủ đông, chu kỳ downtrend. Nhưng mà khi mà BTC nó đã vượt qua cái mốc ATH đó mà nó để thiết lập cái mức mới là 67.000 đô thì nó mang lại rất là nhiều cái tín hiệu để có thể kéo dài cái mùa uptrend của chúng ta. Ok, vào ngày 19 tháng 10 đó anh em, thì chúng ta đã chứng kiến một cái thời khắc cực kỳ lịch sử trong cái quá trình phát triển của toàn bộ thị trường tiền mã hóa, chính là quỹ ETF Bitcoin đầu tiên xuất hiện tại Hoa Kỳ được giao dịch đó và được niêm yết trên sàn New York nha anh em. Vậy thì á, chúng ta có những cái thành tựu gì? Thì ở đây cái thứ nhất đó là đây là một cái ETF Bitcoin đầu tiên xuất hiện tại Hoa Kỳ nha anh em. Thì anh em có thể biết được là cái câu chuyện mà ETF Bitcoin cũng như là cơ quan quản lý tài chính của Hoa Kỳ mà ở đây mình muốn nhấn mạnh là, rằng là SEC đó. Đó, thì cái câu chuyện giữa ETF Bitcoin và SEC nó đã kéo dài rất là lâu rồi anh em, mà nó kéo dài lên cả hàng chục đơn, thậm chí là cứ trì hoãn rồi lại nộp đơn lại, trì hoãn rồi lại nộp đơn lại đó. Thì cuối cùng vào ngày 19 tháng 10 chúng ta cũng đã được sự phê duyệt gật đầu của SEC và thực hiện niêm yết trên sàn giao dịch New York. Thì á, cái thành tựu đầu tiên là mình vừa nêu bật cho anh em, đây chính là một cái cột mốc mà không thể nào quên được trong cái quá trình phát triển của chúng ta. Và cái cột mốc thứ hai còn ấn tượng hơn đối với mình nữa, tức là khi mà ngay ngay trong cái ngày mà được niêm yết và giao dịch đó anh em, thì cái khối lượng giao dịch của ETF Bitcoin đó mà ở đây á là của quỹ ProShares nha anh em, thì nó đã đạt khoảng là 1 tỷ USD, một con số mà mình nghĩ rằng nó cực kỳ khủng khiếp. Tại sao mình lại dùng từ khủng khiếp ở đây? Tại vì nếu mà anh em chúng ta hãy thử quay ngược lại thời gian vào khoảng là ở tháng 2, tháng 4 đi, thì chúng ta có một cái quỹ ETF Bitcoin lần đầu tiên được Canada phê duyệt đó anh em. Thì cái quỹ này á nó được tên là Purpose ha. Thì Purpose Bitcoin ETF lúc đó ngay khi được ra mắt và được giao dịch đó, thì anh em có thấy không? Mình đã có một cái số liệu dẫn chứng đến cho anh em đó. Thì chúng ta có khoảng là trong tuần đầu tiên mà được giao dịch tại Canada đó, thì chúng ta có khoảng là 10.064 Bitcoin vào thời điểm đó. Thì vào thời điểm đó thì cái giá của Bitcoin nó cũng tương tự như bây giờ, thậm chí là nó trên có khoảng là từ 60.000, 63.000, 64.000 mà thôi. Thì ở đây mình có làm một cái phép tính sẵn đến cho anh em. Thì nếu chúng ta lấy cái khoảng là 10.064 Bitcoin này, chúng ta nhân với 64.000 đô đi ha, thì chỉ rơi vào tầm khoảng là 644 triệu đô la thôi. Đó, mà cái này á chúng ta ở trong một tuần. Đó, nhưng mà đối với ETF Bitcoin đầu tiên ở Hoa Kỳ của ProShares đó, thì chỉ trong một ngày nó đã dường như là nó gấp hai lần khối lượng giao dịch của ETF tại Canada khi mà tung ra trong vòng một tuần. Đó, thì anh em có cảm thấy được rằng là cái sự khủng khiếp của nó như thế nào chưa? Vậy thì cái điều này nó chứng minh là điều gì? Nó chứng minh là thị trường tiền mã hóa của chúng ta đang ngày càng vững chắc hơn và chúng ta đã mở ra một cái kỷ nguyên mới để cho các nhà đầu tư tổ chức tài chính lớn, thực thụ những tay chơi to trên thị trường họ đổ dồn vào. Đó, thì đây là một cái điểm rất là quan trọng mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em. Và cũng chính ngay trong ngày hôm nay đó anh em, thì chủ tịch SEC là ông Gary Gensler đó, ông cũng đã đích thân đưa ra những cái quan điểm, những cái chia sẻ của ông về lý do tại sao mà cuối cùng ông lại gật đầu với cái sản phẩm ETF Bitcoin này. Đó, thì ông cho rằng á là những cái sản phẩm phái sinh, những cái hợp đồng tương lai về Bitcoin đó, thì nó đã được quản lý một cách rất là chặt chẽ rồi đó bởi SEC, và đặc biệt hơn là những cái sản phẩm này nó được quản lý bởi CFTC. Thì CFTC á, là một ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, và đây là một cái cơ quan quản lý dường như là có mối quan hệ rất là mật thiết và rất là gắn bó với SEC. Và đây cũng là nơi mà chủ tịch Gary Gensler ông đã từng có đảm nhiệm những cái trọng trách, đảm nhiệm những cái vị trí khi mà ông làm việc tại ở đây trong vòng 4 năm nha anh em. Thì đó, ông cũng đưa ra rằng á, là sàn mà CME đó anh em,
sàn CME, thì cái sàn này á là một trong những cái sàn mà được giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin, và đây cũng là một sàn dịch phái sinh gần như là lớn nhất thế giới đó, thì cũng chịu sự quản lý chặt chẽ của CFTC. Vì vậy khi mà ETF Bitcoin tương lai được ra mắt á, được ông phê duyệt đó, thì những cái sản phẩm này nó là được đối chiếu và được gắn với những cái sản phẩm tương lai Bitcoin tương lai của sàn CME, lại được giám sát bởi CFTC nữa. Vì vậy nó đã đi theo đúng một cái đường ray, một cái lộ trình theo đúng cái quan điểm của Gary Gensler đưa ra trước đây đó anh em. Thì trước đây Gary Gensler cũng đã từng nhiều lần tuyên bố rằng á, là ông muốn hướng thị trường tiền mã hóa của chúng ta đến một cái khuôn khổ pháp lý nhất định. Vì sao? Vì ông muốn bảo vệ cái quyền lợi của các nhà đầu tư ở trong thị trường này, và điều đặc biệt hơn là ông muốn tiến xa hơn khi mà ông sẽ đảm bảo được rằng á, là những cái quyền lợi của các nhà đầu tư như chúng ta này, như mình này, như anh em nè, có thể được đảm bảo một cách chắc chắn, an toàn, và thậm chí chúng ta còn có những cái quyền lợi ngang tương đương với những nhà đầu tư ở bên thị trường chứng khoán. Và đó là những cái tuyên bố của Gary Gensler vào khoảng tháng 5, tháng 6, khi mà vào những cái khung thời gian đó anh em. Thì anh em có thể thấy rằng là Gary Gensler ông đã đưa ra rất nhiều cái tuyên bố đó trên mặt báo hàng ngày luôn, và thậm chí ông còn lôi cả quốc hội vào, và ông tuyên bố là để thực hiện hóa được cái điều đó thì cơ quan quản lý SEC cần có sự giúp đỡ từ quốc hội, và chúng tôi rất mong muốn để mà có thể bắt tay cùng quốc hội để mà thực thi được cái việc đó. Vì cái thị trường tiền mã hóa này nó cực kỳ biến động, và cái rủi ro, cái tổn thất cũng giống như là những cái sự mất quyền lợi của các nhà đầu tư không được đảm bảo. Đó, vì thì ở đây dường như là Bitcoin ETF dựa trên hợp đồng tương lai Bitcoin đã giải quyết được vấn đề đó, nên ông đã gật đầu vào cái vấn đề đó. Nhưng mà chúng ta vẫn còn một cái vấn đề khác, tức là những cái ETF Bitcoin mà nó được hỗ trợ bởi Bitcoin và nó tương tự giống như những cái thị trường giao ngay thì sao? Đó, thì cái điều này nó vẫn là một cái vấn đề, một cái thách thức lớn đối với Gary Gensler. Và sẽ càng tuyệt vời hơn nữa nếu những cái ETF Bitcoin giao ngay của chúng ta được Gary Gensler chấp nhận như những cái sản phẩm ETF Bitcoin dựa trên hợp đồng tương lai mới được ra mắt vừa rồi. Thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời đối với thị trường của chúng ta, đúng không anh em? Nhưng mà thực sự á, thì khi mà được hỏi cái câu hỏi này á, thì ông cũng đã thẳng thừng tuyên bố luôn. Tức là sao? Tức là những cái ETF Bitcoin của hợp đồng tiền mã hóa đó, dựa trên Bitcoin tương lai đó, thì nó không có hoàn toàn được hỗ trợ, và nó cũng không có hoàn toàn giống như cái việc mà chúng ta mua bán, chúng ta buôn bán Bitcoin trên thị trường giao ngay, trên thị trường thông thường được. Đó, vì vậy những cái ETF Bitcoin tương lai này, dường như cái sự biến động của nó không quá là lớn, và nó không có quá là mạnh, nó không quá rủi ro đối với các nhà đầu tư. Nó đi theo đúng cái hướng gọi là bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và tránh những cái rủi ro không cần thiết do cái sự biến động mạnh trên thị trường. Nhưng mà đối với các ETF Bitcoin giao ngay đó, thì nó lại hoàn toàn tương tự như cái việc mà chúng ta giao dịch Bitcoin bình thường ở trên thị trường vậy. Đó, nên là dường như nó đã đi sai cái hướng, đi sai cái quan điểm mà mình vừa trình bày đến cho anh em của Gary Gensler. Nên vì thế ông cũng đã chưa có tập trung, cũng như là chưa có triển khai về xoáy sâu vào cái vấn đề này. Và những cái phát biểu của ông đó vào sáng hôm nay đó thì nó chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Thì ở đây chúng ta cũng có thể hiểu rằng là để cho những cái ETF Bitcoin giao ngay được ông chấp thuận giống như là các ETF Bitcoin tương lai, thì thị trường của chúng ta, thậm chí những cái biến động mạnh trên thị trường của chúng ta, nó phải cần được thu hẹp, và nó phải cần có một cái sự ổn định, một cái sự trưởng thành hơn nữa, một cái sự chín chắn hơn nữa, thì chúng ta mới có được cái sự chấp thuận này. Và cái điều kỳ vọng của tất cả những các nhà đầu tư cũng như mình và anh em, thì chúng ta vẫn phải chờ đợi mà thôi. Tại vì là nếu mà SEC mở ra một cái đường lối mới dành cho các ETF Bitcoin giao ngay đó, thì mình sẽ không còn gì để nói nữa. Thì lúc đó chúng ta sẽ có thể thấy được giá của Bitcoin sẽ tung cánh luôn. Đó, vậy thì cái điều này á, mặc dù á, là những cái ETF Bitcoin giao ngay nó vẫn chưa được phê duyệt, nó vẫn đang trong cái quá trình là cân đo đong đếm và xem xét kỹ lưỡng đến từ SEC, nhưng mà cái điều này nó dường như nó không ngăn được cái làn sóng của các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư lớn ở trên thế giới, họ chuẩn bị những cái kế hoạch để mà họ đưa ra những cái ETF Bitcoin lên SEC để mà có thể được xem xét và phê duyệt. Thì điển hình trong đó, trong tuần này á, thì chúng ta đã lại có một cái big news khác, thì đó chính là Rayscale nha anh em. Thì đó, Rayscale đó, vào ngày hôm qua thì Rayscale đã chính thức nộp đơn để có thể xin mở quỹ ETF Bitcoin. Mà ETF Bitcoin ở đây không phải là ETF Bitcoin tương lai như Proxer hay là Valkyrie, mà ở đây chính là một quỹ ETF Bitcoin giao ngay. Đó, anh em cần phân biệt rõ chỗ này nha. Thì Rayscale đã nộp đơn rồi. Đó, và một điều để lưu ý đến cho anh em, tức là sao? Tức là
Grayscale đã hành động rồi và nộp đơn rồi. Và chúng ta cần lưu ý rằng là Grayscale là nhà đầu tư, một cái quỹ đầu tư mã hóa lớn nhất trên thế giới vào thời điểm hiện tại nha anh em. Và cái tham vọng đó của Grayscale đó thì họ không chỉ dừng lại ở việc gọi là họ chuyển cái quỹ Grayscale Bitcoin Trust, nó bao gồm cái cổ phiếu GBTC đó anh em, được niêm yết trên sàn chứng khoán đó, qua Bitcoin ETF giao ngay. Mà Grayscale còn có tham vọng á là còn sẽ dự định chuyển đổi 14 quỹ tiền mã hóa khác đang được công ty quản lý. Và 14 quỹ đó là sao? Thì anh em có thể thấy rằng đây chúng ta có những cái quỹ altcoin khác, thì Grayscale cũng nhắm một cái tham vọng rằng là tôi cũng sẽ có dự định chuyển 14 quỹ này qua ETF. Thì chúng ta cũng thấy được rằng là cái làn sóng khi mà SEC chấp nhận cái ETF Bitcoin tương lai đầu tiên đó anh em, thì nó đã gây một cái sự kích thích cực kỳ mạnh mẽ như thế nào đối với các nhà đầu tư tiền mã hóa tầm cỡ trên thế giới nha. Tại vì chúng ta phải hiểu được rằng á là ETF Bitcoin nó giống như là một cái cửa ngõ. Đó, nó giống như là một cái cửa ngõ, một cái chìa khóa để mà cho những nhà đầu tư tổ chức tài chính lớn, không chỉ là những nhà đầu tư tổ chức tài chính họ hiểu biết về crypto, mà còn là những nhà đầu tư tổ chức tài chính lớn về mảng truyền thống nữa, họ cũng sẽ dựa vào, họ căn cứ vào các cái chỉ số này để mà qua cái cánh cổng ETF này để mà họ có thể có cơ hội để mà tiếp xúc với Bitcoin, tiếp xúc với thị trường tiền mã hóa. Và khi mà cái việc tiếp xúc đó nó được lan rộng, nó được phủ sóng rộng ra, thì thị trường của chúng ta sẽ ngày càng lại được củng cố và ngày càng được mở rộng. Thì đó là cái điểm mà mình muốn gửi đến cho anh em về cái tầm quan trọng của những cái sự kiện này, và nó kéo theo hàng loạt tại sao những cái quỹ lớn, những cái nhà đầu tư lớn họ lại nôn nóng, họ lại bị hấp dẫn bởi cái sự kiện ETF này. Đó, thì chúng ta hãy ngó qua một số cái công ty, một số cái quỹ tài chính lớn đi. Thì cái đợt tăng giá của Bitcoin đó, khi mà trong suốt cả khoảng tuần trước tuần này nữa đó, thì nó đã kéo theo tài sản của những nhà đầu tư tổ chức, những cá mập, những cá voi trên thị trường rất là lớn nha anh em. Ở đây chúng ta có thể thấy được rằng là MicroStrategy đó thì hiện tại là đã gần như là đã tăng 2,3 lần so với cái khoản đầu tư của mình, khi mà họ đầu tư vào khoảng là 3 tỷ đô đúng không? Thì bây giờ so với cái giá Bitcoin hiện tại thì họ đang có mức lợi nhuận là khoảng gấp 2,3 lần. Rất là kinh khủng nha anh em. Và Tesla cũng vậy. Thì chúng ta đã có một cái câu chuyện rằng là vào tháng 5 đó, khi mà Tesla họ đầu tư 1,5 tỷ USD vào Bitcoin đó, thì cho đến thời điểm hiện tại đó thì cái khoản đầu tư Bitcoin của họ là dường như cũng đã ít 2 rồi. Đó. Và cái điều này á, nó đã làm xóa nhòa đi cái hoài nghi khi mà vào cái sự kiện mà anh em có thể để ý rằng là Tesla họ thông báo là họ ngừng thanh toán BTC. Thì vào lúc đó đã có rất nhiều tin đồn nói rằng là ok, có lẽ là Elon Musk đang chơi một cái trò pump and dump. Đó, ông xả hết rồi và Tesla cũng bán hết rồi đó. Nhưng mà cuối cùng á, thì Tesla họ đã nói rằng là chúng tôi chỉ bán 10% cái số Bitcoin đầu tư ban đầu của chúng tôi mà thôi. Và chính Elon Musk trong cái sự kiện The Big World đó anh em, được diễn ra vào tháng 6 đó, thì ông cũng đã khẳng định rằng là chính bản thân ông cũng như Tesla và SpaceX vẫn đầu tư vào Bitcoin, vẫn hold Bitcoin. Thậm chí chính bản thân ông còn đầu tư vào Dogecoin và Ethereum nữa. Đó, cho nên là cái việc xả đó là vấn đề không có. Và hiện tại á, khi mà chúng ta dựa vào những cái dữ liệu này thì chúng ta vẫn thấy rằng là Tesla vẫn đang giữ một cái số lượng lớn Bitcoin nha anh em. Đó, và chúng ta thậm chí có những cái công ty khác cũng đã x2 lần rồi, đó chính là Square của Jack Dorsey, là CEO của bên Twitter nè. Hoặc là chúng ta có Marathon nè. Đó, hoặc nếu mà chúng ta nhìn vào cái con số là x2 như vậy đó, nhưng mà anh em có để ý không, những công ty như là đây HOT8 nè, hoặc là Bitfarm, hoặc là thậm chí là Roll Up Blockchain, thì họ đều đã x7, x10 rồi so với cái số lượng đầu tư ban đầu của họ. Thì anh em có để ý rằng là cái điều này nó cho ta thấy điều gì? Đây, khi mà mình nhìn vào những cái số liệu này á, mình không có phải là so sánh là ông này ít nhiều hơn hay ông kia đầu tư nhiều lợi nhuận hơn, mà ở đây á, mình nhìn vào vấn đề là tại sao những cái công ty như thế này, như là HOT8, như là Bitfarm, như là Roll Up Blockchain, thì họ lại ít nhiều như vậy. Đó, và cái việc mà họ nhân tài sản nhiều như vậy đối với cái khoản đầu tư Bitcoin ban đầu của họ nó có ý nghĩa gì? Đó, tại vì mỗi con số nó đều có một cái ý nghĩa hết anh em. Thì theo cái quan điểm cá nhân của mình nhận định ở đây, tức là nếu mà mình để ý với những cái tên này thì đây đều là những công ty đầu ngành trong vấn đề khai thác Bitcoin cả. Đó, họ chú trọng vào cái việc khai thác Bitcoin. Và những công ty đầu ngành trong vấn đề khai thác Bitcoin này, như là HOT8, Bitfarm, Riot, thì họ đều có những cái cổ phiếu được niêm yết giao dịch trên những sàn chứng khoán uy tín và hàng đầu Hoa Kỳ, như là về Nasdaq hoặc là về New York ha anh em. Đó, thì
cái vấn đề khi mà họ ít tài sản như vậy, thì chúng ta hãy đối chiếu lại cái số liệu khi mà những cái công ty này đó, mình nhớ không nhầm là ở trong một cái video mình có chia sẻ đến cho anh em á, là cái số liệu đó được công bố vào tháng 8, thì cổ phiếu của những công ty khai thác Bitcoin đó thì nó cũng tăng trưởng theo tỷ lệ thuận của cái việc đầu tư Bitcoin của họ. Tức là sao? Tức là khi mà giá Bitcoin ở trên thị trường, đúng không, tăng lên và có một cái sự chuyển biến tích cực, thì dường như cái cổ phiếu của những công ty khai thác Bitcoin này ở trên thị trường chứng khoán nó cũng tăng như vậy. Và dần dần á, cái mối quan hệ mật thiết, cái mối quan hệ liên kết giữa việc tăng giá tỷ lệ thuận giữa cổ phiếu của họ và việc đầu tư Bitcoin của họ về cái sự chuyển biến giá của Bitcoin, dường như nó có một cái sự tỷ lệ thuận giống nhau đó. Và khi mà những cái công ty này họ có những cái cổ phiếu họ giao dịch như vậy, đúng không, mà những công ty có những cổ phiếu giao dịch khác, họ lại thấy rằng là ô, tại sao giá của những công ty có tiếp xúc với Bitcoin, có khai thác với Bitcoin như là Tesla nè, MicroStrategy nè thì ít, có khoảng 2 lần, nhưng mà những công ty mà họ khai thác Bitcoin họ lại ít, có khoảng 7, 8 lần, 10 lần như vậy. Thì những cái công ty truyền thống khác họ giao dịch trên sàn chứng khoán, họ sẽ nhìn vào vấn đề đó. Mình nghĩ không sớm thì muộn thôi. Họ sẽ nhìn vào vấn đề đó thì họ thấy rằng là cổ phiếu của những công ty có tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với Bitcoin thì đều tăng trưởng với cái nhịp độ tương đồng với Bitcoin như vậy. Vậy thì tại sao chúng ta lại không tìm hiểu vào cái vùng đất Bitcoin này? Chúng ta lại không tìm hiểu vào cái vùng đất crypto này nhỉ? Đó, thì anh em thấy rằng là dường như chúng ta đang có một cái dòng tiền tiềm ẩn, một cái dòng tiền chưa được khai phá từ những công ty được ghi mí trên sàn chứng khoán, từ những công ty lớn họ chưa đổ vào không? Và nếu cái câu chuyện mình vừa nói ra cho anh em, cái quan điểm của mình vừa chia sẻ đó cho anh em, mà đến một ngày nào đó nó trở thành một cái xu hướng, một cái hiện thực nhỏ nhoi mà thôi, thì lúc đó nguồn tiền rất lớn sẽ đổ vào Bitcoin và chúng ta sẽ thấy được là thị trường của chúng ta sẽ nở ra, sẽ ngày càng mở rộng ra như thế nào nữa. Thì khi mình nhìn vào những con số như thế này thì nó gợi mở cho mình cái quan điểm như vậy đó cho anh em. Đó, ok. Vậy thì chúng ta đã nói qua về Bitcoin rồi đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với những cái sự kiện về những cái altcoin khác trong tuần này ha. Thì vào ngày 18 tháng 10 đó, vào khoảng thứ hai đó anh em, thì bên phía sàn Binance họ cũng đã hoàn tất xong cái việc gọi là cái chu kỳ đốt coin của họ theo từng quý đó. Và đây là một cái đợt đốt coin mà cũng được đưa vào những cái số lượng đốt của BNB tăng đến kỷ lục ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta xét về khoảng là ở đợt đốt thứ 11 nè, đợt đốt thứ 12 thì nó vẫn khoảng cách khá xa. Nhưng mà mình nghĩ rằng là chúng ta cũng phải không có nên so sánh như vậy đâu. Tại vì nếu mà chúng ta nhìn và so sánh rằng là những khoảng là đốt và những cái đợt mà thiêu hủy vào đợt thứ 9, thứ 10, 11, 12 thì lúc đó giá BNB, chúng ta còn phải đối chiếu rằng là giá BNB lúc đó đang nằm ở khoảng nào. Và thời điểm hiện tại khi mà giá của BNB đó nằm ở khoảng tầm 480-500 đô đó, thì cái việc mà đốt khoảng là 1.335 BNB tương đương với gần 640 triệu USD thì đây cũng là một cái khoản tiền cực kỳ khủng nha anh em. Đó, thì vẫn như thường lệ thôi, mỗi đợt đốt của sàn Binance đối với BNB đó thì đều cho các nhà đầu tư một cái kỳ vọng rằng là BNB sẽ tăng giá, nhưng mà vẫn như thường lệ thôi thì chúng ta vẫn không may mắn vào cái đợt đốt này. Nhưng mà khi mà chúng ta xét tổng quan trên thị trường đó thì cũng có rất nhiều altcoin bây giờ đang phải chịu một cái tình trạng là đi ngang hoặc thậm chí là giảm nhẹ nữa. Tại vì là cái sự tăng tốc của Bit như vậy thì nó kéo cái phần DOM, nó kéo cái phần vốn hóa đều hút vào Bit cả đó. Thì chúng ta vẫn cần phải có thời gian để có thể xem được là BNB có thể bay được tới đâu nha. Thì mình cũng đã có một cái video để nói về cái xu hướng cũng giống như là cái tầm nhìn phát triển của BNB rồi. Đó, và cũng vào tuần trước thì chúng ta đã có một cái gói kích thích có khoảng là 1 tỷ đô của CZ để mà có thể đổ vào BSC. Đó, thì đó là một những cái động lực rất là tốt để mà có thể giúp cho BNB tiếp tục phát triển và tiếp tục vươn xa hơn trong năm nay, thậm chí là trong năm sau nữa ha anh em. Thì chúng ta hãy đến với một cái altcoin khác đi. Ở đây là một cái altcoin mình muốn nhắc đến cho anh em, về Polkadot. Thì anh em có thể thấy được rằng là cũng trong ngày hôm qua luôn, thì Polkadot đó, là CEO của Polkadot là Gavin Wood đó, thì ông cũng đã công bố một cái quỹ, gọi là một cái quỹ để phát triển cho toàn bộ hệ sinh thái của Polkadot, mà ở đây mình nhấn mạnh DeFi đó. Thì cái quỹ này nó có một trị giá là 774 triệu USD. Thì nếu mà chúng ta so sánh với những cái đợt kích thích, những cái gói kích thích khác của những cái tay to mặt lớn khác, thì Polkadot dường như là chỉ thua mỗi gọi là Hedera Graph với lại là BNB thôi. Đó, thì cũng trong năm nay thì chúng ta cũng trong năm nay đó anh em, thì đặc biệt là vào tháng 8 và tháng 9 thì chúng ta cũng đã thấy được là có rất nhiều cái chương trình hỗ trợ, rất nhiều cái nguồn tiền bơm vào các hệ sinh thái
để mà có thể phát triển cái hệ sinh thái đó, thì chúng ta cũng đã có một cái sự tăng trưởng rất là vượt trội, như là chúng ta có những cái gương mặt như là Solo, đó cũng tăng khá là mạnh, Avax, Phantom, Algorand hoặc là One Harmony ha. Thì cái sự kiện này của Polkadot, một cái đồng coin mà đã im hơi lặng tiếng dường như cũng khá là lâu rồi, nghĩa là khá là lâu rồi, thì trong ngày 19 này thì chính Gavin Good cũng đã công bố cái quỹ này đó, và cái quỹ này đó nó sẽ giúp cho Polkadot có thể củng cố thêm được sức mạnh của mình, có thể làm nóng hơn cái cuộc chơi này vào cuối năm nay hoặc thậm chí vào đầu năm sau. Vì những cái chiến dịch mà Polkadot, anh em nào theo dõi cái đồng coin này thì anh em cũng biết rằng là Polkadot cũng vừa tung ra một cái sự kiện cực kỳ quan trọng, đó chính là về việc đấu giá Parachain trực tiếp ở trên Polkadot. Và cái việc đấu giá Parachain này á, thì nó sẽ kéo dài, nó sẽ kéo dài từ khoảng là ngay trong thời điểm hiện tại tháng 11 nè, tới khoảng năm sau luôn đó. Thì cái sự kiện này nó đã gây một cái tiếng vang rất là lớn đối với các nhà đầu tư để đổ vào Polkadot. Thì trong cái báo cáo của CoinShares đó, thì hồi nãy mình quên đao về rồi, nhưng mà để mình nói luôn mình nhớ mà. Thì trong cái báo cáo của CoinShares vào tuần trước đó anh em, thì á, ở trong cái video đợt trước thì mình đã có nói là khi mà Bit nó tăng như vậy thì tất cả dòng tiền đều đổ vào Bit và altcoin đều bị thoái lui đúng không? Nhưng mà theo cái báo cáo CoinShares mà mình xem khoảng vào thứ hai á, thì ở vào tuần trước thì Polkadot, Bitcoin và Ethereum đều nhận được cái dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức đổ vào, trong khi các altcoin còn lại đều bị thoái lui và đều bị chảy dòng tiền ra. Thì đây chứng tỏ rằng là Polkadot đã bắt đầu rục rịch rồi và đã bắt đầu có những cái sức nóng riêng của mình rồi. Và đặc biệt một cái dự án khi mà mới được phát thảo tầm 5 năm trước về những cái ý tưởng về Parachain, về Relay Chain, về những cái blockchain có thể kết nối với nhau, thì đến thời điểm hiện tại chúng ta đã tiến rất gần rồi bằng việc đấu giá trực tiếp trên Polkadot. Và cái điều này nó còn nóng hơn nữa khi mà tất cả những dự án đều đang thuộc hệ sinh thái Polkadot đó anh em, họ đều đang huy động rất nhiều lực lượng và những cái chiến dịch khác nhau để mà họ có thể tham gia vào cái cuộc đấu giá này, để mà có thể chiến thắng và làm bật lên cái nền tảng của mình phát triển hơn nữa. Và trước cái làn sóng này, chúng ta có một cái làn sóng khác ngoài cái quỹ phát triển của Polkadot, ngoài cái đấu giá Parachain trực tiếp trên Polkadot, thì sân chơi còn được mở rộng hơn khi chúng ta tiến đến với Kusama. Thì cũng là vào ngày hôm qua đó anh em, thì Kusama đã công bố rằng là họ sẽ mở rộng hơn những cuộc đấu giá Parachain thử nghiệm trên Kusama. Thì thì họ đã đưa ra rất là chi tiết luôn ha, là những cái cuộc đấu giá sẽ diễn ra là mỗi tuần sẽ diễn ra một cuộc đấu giá và nó kéo dài đến 48 tuần sau. Thì anh em có anh em lấy là 48 mà cứ một tháng chúng ta có 4 tuần đúng không? 48 mà chia cho 4 thì chúng ta có bao nhiêu? Đó, chúng ta có 12 đúng không? Đó thì cứ mà thì 12 tháng ủa đúng rồi, 12 tháng. 12 tháng mà nó cứ kéo dài như vậy, trừ khi có những cái đề xuất cộng đồng nào đó mà được thông qua rất là nhiều thông qua cái việc mà quản trị đó, thì có những cái rủi ro nào, có những cái đề xuất tạm dừng nào mà được thông qua đó, thì Kusama sẽ ngừng cái việc này lại. Nhưng mà ngay tại thời điểm hiện tại họ đã thông báo là chúng tôi sẽ mở rộng việc đấu giá và sẽ diễn ra liên tục trong vòng 48 tuần đó, tức là từ khoảng là 10, 11, 12 tháng sau cứ diễn ra như vậy, mỗi tuần sẽ diễn ra một cuộc đấu giá. Thì cái điều này nó càng mở rộng cái sân chơi cho chúng ta hơn và nó càng thu hút và hấp dẫn các nguồn tiền từ bên ngoài đổ vào hệ sinh thái Polkadot hơn. Thì đây cũng là cái đồng coin mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em trong ngày hôm nay, để chúng ta có thể có những cái nhận định về những cái altcoin nào sẽ bắt đầu rục rịch, bắt đầu chạy đua trong cái khoảng thời gian mà Bitcoin đang tăng trưởng như vậy đúng không? Và chúng ta hãy đến với một cái thông tin cuối cùng đi. Mình nghĩ rằng là rất nhiều anh em cũng đang trông ngóng cái thông tin này, tức là cái câu hỏi tại sao rằng là khi mà Bitcoin tăng cao như vậy thì những altcoin nó lại đi ngang thậm chí là giảm, thì chúng ta có nên lo lắng về vấn đề này không? Thì hiện tại á, mình sẽ có nhiều cái kịch bản đến cho anh em. Ok, để mình load lại cái này để hơi lâu. Ethereum, BTC đi, USD. Ok, và đây là Ethereum. Thì á, chúng ta có nên lo lắng quá nhiều về cái kịch bản vào hiện tại không? Thì mình nghĩ rằng là cái kịch bản này á, chúng ta đã từng có ở trong quá khứ rồi, và chúng ta hãy nên tham khảo nó như là những cái kịch bản mà chúng ta có thể đưa ra để có thể mà có những cái quyết định nó đúng đắn nhất trong cái khoảng thời gian sắp tới. Thì ở đây mình đưa ra cho anh em ba kịch bản nha. Thì cái kịch bản thứ nhất là khi mà Bitcoin nó tăng đột biến như vậy, nó tăng lên như vậy, altcoin có thể giảm nhẹ, có thể đi ngang, nhưng sau đó altcoin sẽ tăng cực kỳ mạnh. Đó là cái kịch bản thứ nhất. Cái kịch bản thứ hai á, là khi Bit nó tăng lên như vậy, altcoin bị sốc, vốn hóa tụt hết vào Bit,
vốn hóa được thu hút hết vào BIT, và sau đó BIT sẽ bị xả và altcoin sẽ bị giảm cực kỳ mạnh đó. Và cái kịch bản thứ ba đó thì đây chỉ là một cú phát thôi, tức là thị trường của chúng ta đã đi đến một cái ngưỡng gọi là đóng băng rồi, mà mình không muốn dùng cái từ này tại vì cái từ này là mình rất là ghét dùng nó, nhưng mà tại vì mình cũng muốn truyền tải là đó chính là downtrend. Thì BIT đã có một cái cú tăng bùm như vậy đó, cho những cái nhà đầu tư cảm thấy là ô thị trường đã tăng lên rồi, nhưng mà sau đó sẽ có một cái cú xả cực kỳ mạnh và thị trường của chúng ta sẽ đóng băng hoàn toàn luôn và đi vào một cái chu kỳ downtrend đó. Thì riêng cá nhân mình và anh em thì nghĩ rằng là chúng ta vẫn sẽ ưa thích cái kịch bản rằng là BIT sẽ tăng một cách nó bền vững như vậy, nó vẫn sẽ điều chỉnh một cách rất là lành mạnh và sau đó altcoin của chúng ta sẽ có một cái mùa altcoin, đúng không? Thì theo cái dữ kiện này mình cũng muốn chia sẻ cho anh em đó, thì ở đây mình sử dụng ba biểu đồ này là ba biểu đồ của sàn Bitstamp ha, tại vì đây là một cái sàn cũng khá là lâu rồi. Thì anh em có thể thấy rằng là chúng ta đã từng có những cái dữ kiện như vậy ở trong lịch sử rồi ha. Thì tại vì cái dữ kiện lịch sử là những cái mà chúng ta nhìn vào để mà chúng ta có thể có những cái suy đoán, có những cái dự đoán mà. Tại vì cái thị trường này chúng ta không biết được là ngày mai nó như thế nào cả. Thì anh em có thể thấy được rằng đó là vào năm 2016 đó, khi mà đây, để mình phóng to. Thì vào năm 2016 đến năm 2017 đó, thì anh em thấy được rằng là BIT đã có một cái xu hướng tăng rất là mạnh ở đây ha. Khi mà chúng ta khởi đầu vào tháng 1 nè, chúng ta chỉ khởi đầu vào khoảng 353 đô thôi. Chúng ta leo lên, sau đó chúng ta có một cái cuộc điều chỉnh và chúng ta lại leo lên tiếp tới năm 2017, đúng không? Tức là trong cái năm này, trong cái khoảng thời gian này, BIT đã duy trì một cái xu hướng tăng rất là mạnh, đúng không? Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ của Ethereum đi. Năm 2016, để mình phóng to cái này lên cho anh em. Đây, thì anh em thấy vào cùng cái khung thời gian này nè, năm 2016 thì ban đầu Ethereum nó cũng tăng như vậy. Nhưng mà đến cái thời điểm đó, đến cái thời điểm gần cuối năm 2016 đó, đó khi mà BIT nó tăng một cách rất là kinh khủng từ đây lên tới đây, đúng không? Từ có khoảng là 500 đô lên tới là 1.300 đô, thì lúc đó Ethereum lại giảm, thậm chí là giảm sâu luôn. Đó là một cái biểu hiện cho chúng ta thấy được rằng là cái tình trạng của chúng ta hiện tại khi mà BIT tăng như vậy, altcoin giảm nhẹ, thậm chí là tăng, nhưng mà cũng có một số altcoin nó cứ giảm như vậy, thì chúng ta cũng đã từng có ở trong quá khứ rồi. Và anh em cũng đừng có hoang mang về cái vấn đề này. Đó, Ethereum nó cứ giảm như vậy nè, nó giảm trong khi BIT tăng. Nhưng mà sau khi BIT, đây, nhưng mà sau khi BIT nó tăng như vậy, đúng không? Nó chỉnh lại, điều chỉnh đây và nó tăng tiếp. Thì chúng ta đã có một cái cú lội ngược dòng cực kỳ ghê gớm của Ethereum. Và cùng khung thời gian đó, khi mà điều chỉnh giảm về đây nè, sau đó lại bùm một phát, lại tăng lên khoảng 55 đô. Và nếu chúng ta xét về cái thời điểm giảm là 8 đô, tăng 55 đô, có phải là gần x5, x6 không? Và không chỉ riêng về cái biểu đồ của Ethereum, cái đồng Ethereum vào thời điểm đó thôi, không đâu, mà chúng ta còn có đồng XRP nữa. Đây, anh em thấy rằng là đây, những cái đồng coin lâu đời như thế này vào năm 2017, 2016, 2017 đó. Thì chúng ta cũng có một cái sự kiện tương tự khi mà BIT tăng vào đầu năm nè. Đó thì XRP cũng tăng theo. Nhưng mà sau khi BIT tăng vào cuối năm thì anh em thấy XRP nó giảm, mà nó giảm một cách rất là kinh khủng luôn, thậm chí nó tụt về đây luôn. Đó, nó giảm như vậy. Nhưng mà đó, chỉ cần sau đó thôi, chỉ cần sau đó BIT bước vào điều chỉnh và bước vào giai đoạn đi ngang hoặc là tăng nhẹ đó, thì đến năm 2017 đó thì chúng ta thấy được rằng là XRP dựng một cột rất là kinh khủng. Thì ở đây anh em có thể thấy rằng là từ khoảng là 0.009, đúng không, chúng ta leo lên phải 0.069 đô, rất là kinh khủng. Vậy thì cái thời điểm hiện tại nó cho chúng ta thấy rằng là dữ liệu của chúng ta ở quá khứ chúng ta đã có rồi, đúng không? Và cái thời điểm này altcoin nó đang di chuyển như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn không thể nào loại bỏ được một trường hợp là BIT đang được đẩy rất là cao. Mình nói ở đây không phải là mình mong downtrend hay là mình mong thị trường sẽ sập gì cả, nhưng mà chúng ta phải có nhiều cái trường hợp để mà chúng ta có những cái nhìn nó tốt nhất anh em. Chứ nhiều anh em nói là tại sao bạn nói downtrend gì kỳ vậy, thì tội mình quá, tại vì đây mình chỉ đưa những cái trường hợp cho anh em thôi, nên em thông cảm giùm mình nha. Đó thì cái trường hợp đầu tiên mình vừa chia sẻ, cái trường hợp thứ hai đó là BIT nó tăng như vậy, đó là chỉ là một cái fact thôi, và sau đó nó lại đâm chúng ta đi vào cái mùa đông crypto, chúng ta đi vào cái downtrend đó. Nhưng mà dù cho cái trường hợp nào đi nữa thì mình vẫn mong rằng là chúng ta vẫn sẽ giống như cái trường hợp của quá khứ, khi đây chỉ là một cái cú tăng mạnh của BIT và altcoin chỉ bị sốc tỷ giá mà thôi đó. Và sau khi BIT ổn định, BIT đi ngang hoặc là tăng hết cái đợt sóng của mình và bắt đầu điều chỉnh nhẹ xuống, bắt đầu đi ngang,
thì đó là thời cơ của Ancoin. Tại vì là mình hiểu được rằng là rất nhiều anh em đang cầm Ancoin và ngay cả chính bản thân mình cũng vậy. Nhưng dù ở trường hợp nào thì mình vẫn mong đó là trường hợp đầu tiên, vì đó cũng là một cái trường hợp mà mang là một cái tín hiệu khả quan, một cái bức tranh tươi sáng hơn đến cho anh em trong cái mùa uptrend này. Ok, vậy thì mình nghĩ rằng cái video đến đây của mình cũng đã khá là dài rồi, nên mình cũng sẽ xin kết thúc video tại đây. Mình cũng xin cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình ở trong video này, và hẹn anh em ở những video tiếp theo nha. Bye bye.